Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip được một tài khoản quay lại những chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng treo lên các cây trong một khuôn viên chùa ở Bình Dương để mong hết bệnh, hiện đang khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, trong clip các cây cối xung quanh đây treo vô số khẩu trang y tế đã qua sử dụng, thậm chí chúng còn được buộc thành những chùm rất lớn. Không chỉ vậy, ngoài khẩu trang y tế, các cây tại đây còn được du khách đến lễ chùa treo vô số thứ khác như khăn quàng cổ, tắc chân. Phía dưới phần bình luận, một tài khoản mạng xã hội còn tiết lộ, phía dưới tháp chuông còn ghê hơn vậy nữa. Ngoài đoạn clip còn kèm dòng trạng thái, mọi người ơi, sao người ta treo khẩu trang khăn lên cây làm gì vậy ạ? Thắc mắc thật. Đáp lại lời cô nàng, tài khoản khác bình luận, một số cá nhân làm thế vì họ nghĩ có thể gửi bệnh tật, điều kém may mắn của mình tại đây bằng cách cột dây hoặc những thứ gì đó có thể treo, buộc được vào cây. Ngoài một bộ phận nhỏ cá nhân cho rằng việc làm này khá bình thường, thì đa phần các ý kiến tỏ ra không vừa lòng về việc treo khẩu trang y tế như vậy lên cây. Theo họ, cách làm ấy vừa gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh liên quan, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến rất phức tạp. Một số tài khoản từng đến địa điểm này chia sẻ, nơi đây trước kia không xảy ra tình trạng như trên. Việc treo khẩu trang y tế như vậy chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Hiện tại, đoạn clip kể trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng với vô số ý kiến trái chiều. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ nhé!